Hi Leo, welcome to my channel. We're gonna watch the guide Tin to Saogyak Nigudong Bins Banke Tison Tiak Hong Son Hong Tian One and Tran. We need GG. Let's watch, guys. If you guys want, what about one music competitive video? Please comment down below and let's go. Chà bút non ti ba sáu năm ngọn đỉnh cao. On ten tao. What? What's happening? What's wrote there, by the way? I cannot understand. Anyone know that? Oh, that was the good start. Chỉ mới vừa chớp mắt để nghỉ ngơi mà thôi. Con wow. Người ta gặp ngày xưa đâu mất rồi. Liệu giờ ta là ai trong mắt người khi tỉnh thức sau giấc ngủ đâu? Wow. Mưa trước sân không biết bố còn chăn trở. Oh my god. I do this light game was good. Bố còn chăn trở. Ký ức bên con viết vọng vẹn vài trang vở. Ngày mẹ bồng con đi, bố quay mặt về hướng khác. Tàn thuốc vụn trên bàn, hạnh phúc tan ngang cửa. Niềm kiêu hãnh của người đàn ông đứng trên lỗi lầm nên nghi ngã. Ánh mắt suy tư hay dán chặt lên hiên nhà. Con học làm người đàn ông từ nỗi buồn của mẹ vì bố. Wow. Ánh mắt suy tư hay dán chặt lên hiên nhà. Con học làm người đàn ông từ nỗi buồn của mẹ. Vì bố dạy con đi, chưa kịp dạy con. This visual is good, nice meaning. Vì ngày thơ nên tình người hoài bên ta. Giật mình thức giấc xuân hạ thu đông qua. Từ một giấc ngủ dài, không thể quay trở lại, không thể nói lòng mình. Cũng biết rất khó để vượt qua sóng gió. Với tổn thương bố có, con chỉ mong bố thấy con ở đây. Nắm tay và hát bố nghe. Thấm thoát mấy năm dài trôi. Wow. Oh my god, what a good entrance. Nắm tay và hát bố nghe. Ba ba. Mấy năm dài trôi. Yes. Mới vừa chợp mắt để nghỉ ngơi mà thôi. Đâu ngờ bạn vừa xung quanh đôi tay mất rồi. Ta là người ngoài hành tinh rất ngây lúc thời gian. Ta chỉ mới vừa chợp mắt để nghỉ ngơi mà thôi. What's that mean, toy? Mới vừa chợp mắt để nghỉ ngơi mà thôi. Con người ta gặp ngày xưa đâu mất rồi. Liệu giờ ta là ai trong mắt người khi tình thức sau giấc ngủ đông. Bầu trời của bố. Wow. Bầu trời của bố để lo toan cho con vui cười đến lớp. Chiếc xe máy chở con qua những khu chợ, những tiếng rào của sáng sớm. Nhìn ánh mắt con thơ ngây muốn dành cho con tất cả điều tuổi thơ bố chưa có. Và nhờ có thêm sức mạnh khi về nhà thấy nụ cười con ở đó. Và con hãy như thiên nga trôi yên bình trên mặt nước nhưng dưới chân luôn vùng vẫy. Con hãy đón nhận trong gai luôn đối diện với thử thách khi bố mẹ không còn đây. Bro, I wonder what's about this. Bầu trời của con quá rộng lớn nhưng bầu trời của bố mẹ chỉ là con như cùng mê giấc ngủ say và dường như thức dậy ở nơi thế giới khác. Oh. Thức dậy ở nơi thế giới khác. Wow. Oh, he's amazing. Con người ta gặp ngày xưa đâu mất rồi. Liệu giờ ta là
Wow. Bro, he's so good. Okay, I didn't expect that. Okay, you can dance and sing. Wow. Wow. What's happening? He wants to do something, but that was that's gonna be wrong. Wow. Okay. Sunday. And they are crying. That was nice spot for ending, by the way. That was successful ending, actually interesting. Anyway, guys, if you guys want more about them, please comment down below and take care of yourself, guys, and bye bye.